Xin chào mọi người, mình tên là Phùng Đức Thành. Mảnh đất C2009G2 gồm có Đăng Thị Bích Ngọc, Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Hoàng và mình là Phùng Đức Thành. Hôm nay mình sẽ trình bày bài làm của nhóm mình, ứng dụng Web App Social. Các công nghệ được sử dụng trong ứng dụng gồm có JS Native, HTML, CSS, MongoDB, Node.js, ASP.NET. Sản phẩm này được chia thành hai trang, trang quản trị và trang người dùng. Đầu tiên là về trang người dùng. Trang người dùng thì gồm có các chức năng đăng nhập, đăng ký, logout, xem thông tin cá nhân, cập nhật thông tin cá nhân, bài viết, đăng bài viết và một số chức năng khác. Ở đây thì là giao diện khi chúng ta vào trang người dùng. Mình sẽ đăng nhập cho các bạn coi. Nếu mà mình chưa có tài khoản thì các bạn sẽ đăng ký. Ở đây mình có rồi, mình sẽ đăng nhập luôn. Sau khi đăng nhập xong thì đây là trang giao diện người dùng. Ở trong phần giao diện này chúng ta có thể thấy đây là thông tin cá nhân của mình. Ở phần dưới là các bài viết của những người khác. Ở trang này chúng ta có thể nhìn thấy một số những chức năng như xem bài viết của người khác, thả cảm xúc, hủy trạng thái cảm xúc. Comment vào bài viết. Chúng ta sẽ nhập thử một số bình luận nhé. Sau khi bình luận xong thì ở đây sẽ hiển thị bình luận mà mình vừa mới bình luận. Thoát ra khỏi ngoài trang đi theo chi tiết bài viết. Sau khi tương tác với bài viết của người khác thì chúng ta có thể đăng bài do chính mình viết. Chúng ta thêm bài viết. Sau khi thêm mới xong thì phần bài viết đấy sẽ được hiển thị ở trên trang cá nhân của mình. Mình sẽ ấn vào profile của mình.
Đây, đây là phần chúng. Đây là phần chúng ta vừa mới đăng. Chúng ta có thể sửa và xóa. Mình sẽ sửa thử. Đây là phần mình mới sửa xong, mình sẽ xóa. Xóa bài viết đi. Sau khi xóa bài viết xong thì chúng ta sẽ quay về trang chủ. Chúng ta vào lại profile. Ở trong profile này chúng ta sẽ có chỉnh sửa thông tin cá nhân và đăng xuất tài khoản thông tin cá nhân. Bắt đầu với chỉnh sửa. Đây là thông tin mình mới chỉnh sửa xong. Ngoài ra còn có logout thì tí nữa sau khi test xong chức năng nhắn tin mình sẽ logout ra ngoài. Ở trong phần nhắn tin này sẽ hiển thị ra danh sách những người nhắn tin với mình. Mình sẽ click vào bất kỳ một tin nhắn nào trong đây. Mình sẽ nhập thử tin nhắn ạ. Đây là tin nhắn mình vừa gửi, hiển thị thông thời gian mình vừa gửi luôn. Làm sao để người ta biết là mình nhắn người ta, thì chúng ta sẽ log một tài khoản khác với thông tin của tài khoản này, thì chúng ta sẽ được nhìn thấy là mình đang nhắn đối diện. Thoát ra ngoài phần nhắn tin thì mình sẽ log out tài khoản ra ngoài để chuyển sang tài khoản khác. Sau khi log out xong, chúng ta chuyển về trang sign in và quay về lúc mới đầu. Vậy là kết thúc phần người dùng. Tiếp theo đó chính là phần trang quản trị. Về phần trang quản trị thì cũng có giao diện đăng nhập. Mình sẽ đăng nhập vào tài khoản trang quản trị.
Đây là giao diện trong quản trị. Về phần trang quản trị thì sẽ có một số những chức năng sau: xem danh sách người dùng, đây, đây là danh sách tất cả các người dùng. Trong này thì chúng ta có thể xem xét chi tiết người dùng đó. Đây là danh sách, à đây là chi tiết người dùng. Thoát ra ngoài thì ở đây chúng ta có khóa tài khoản người dùng. Mình sẽ khóa thử một cái. Đấy, sau khi khóa thì tài khoản đã biến mất. Về còn một phần nữa đó là phần bài viết. Bài viết ở đây thì mình có danh sách tất cả các bài viết ở bên trang người dùng. Xem chi tiết bài viết. Đây, đây là phần chi tiết bài viết mà các bạn vừa thấy ở bên trang người dùng. Cũng có ẩn bài viết. Mở khóa bài viết. Tìm kiếm bài viết. Đây là bài viết mình vừa mới tìm kiếm thấy. Vậy là kết thúc phần trang quản trị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.